nở chiều đông nào nhung nhớ đường làng sau lắng đầy trần phương mò hiệp phố mất buồn vì ngọn cây anh cho em mùa xuân mang tất cả lòng non vừa cháy lá lời thơ thương quãng trời bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi đất mẹ gầy co đồng ca xanh mấy mùa ngoài đê chiều cắn gió hoàng câu hò đôi lứa trong xóm mong chung chùa chẳng xóm xoay lít dừa con sông dài mảnh nhanh cát trắng bờ quê xưa anh cho em mùa xuân kẻ nô đùa khắp trời niềm yêu đời phơi phới bàn tay thơm sữa ngon dài hình chung hót mái nhà thương kề nhau anh cho em mùa xuân đường hoa bao phố nhỏ nhà càng hoa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xưa trong nắng vàng ban mai đầu năm Kỷ Hợi xin chúc các bác các chú các chị các anh và các cháu một năm an khang thịnh vượng vạn sự cát tường. Hoàng câu hồ đôi lứa trong xóm vắng chung chùa trăng sáng xoay lít dừa con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời niềm yêu đời phơi phới bàn tay thơm sữa ngon dài đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhạc trang hoa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xưa trong nắng vàng ban mai cho em mùa xuân nhạc thơ tràn mùa thu cảm ơn anh Minh Lương rất nhiều và tiếp tục chương trình thưa tất cả quý vị quý anh chị xin mời quý vị cố gắng về chỗ ngồi đi dạ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và phải xin lỗi quý vị vì một số đũa và muỗng không có được đầy đủ đó. Vì vậy cho nên cho tới giờ phút này nếu ai chưa có muỗng và đũa thì cho chúng tôi được biết và nhà hàng làm hơi thiếu sót. Nhưng mà cái phần đó là cái phần lỗi của chúng tôi thì xin lỗi tất cả quý vị. Dạ vâng. Để tiếp tục chương trình theo kiểu yêu cầu của các cụ thì bản nhạc Trường Thế Đô do anh Dũng Nguyễn trình bày. Thank you.
quý vị biết không, cái phần ăn trưa đó mới một phần thôi đó, giờ một nữa còn nhiều lắm rồi nha. Ánh chim chờ trời sáng, đỏ hay hay đôi má hồng. Nếu con không về, chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê giống liền. Con biết bây giờ mẹ chờ em tranh, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Xuân này bằng nhà, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ông mẹ thương con, xin đợi ngày mai.
mấy chú mấy bác nãy giờ nghe chúng cháu hát rồi, tức là người trong chương trình hát thì nó đâu có hay bằng những người như cô chú ở dưới. Nếu cô chú nào có muốn hát nhạc phẩm gì thì cứ lên cho tụi cháu biết. Chương trình karaoke thì nó rất là dễ. Bây giờ có một chú đã volunteer lên hát rồi. Để khai mạc chương trình hôm nay đó là chú Lương Mai. Chú Lương Mai sẽ hát nhạc phẩm Chiều Tây Đô. Xin mời các cô chú. Tên người tàu
Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đồ sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đồ sẽ sống lại yêu. Nhưng mà thật sự là như vậy đó. Chúng tôi á kêu bà liệu cơm mà đắp mắm. Xin thưa quý vị, sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có một cái lực lượng hùng hậu như thế này, chúng tôi không thể nào không nhắc tới nhà Việt Nam của ông Lân, bà Vân, hai ông bà và thêm một số các anh chị hợp tác viên với anh Long, chị Long, anh Long, chị Vân tặng cho toàn bộ hoa hồng cho hội hoa gia ngày hôm nay. Chúng tôi xin đề nghị là chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ nhà Việt Nam. Dạ. Cổ vũ nhà Việt Nam để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi xin tặng một tràng pháo. Chỉ biết là như vậy thôi. Nhưng kính thưa quý vị, lẽ ra bữa nay tôi không có sức khỏe để nghe một bài thơ. Bài thơ này không thể thiếu trong ngày hôm nay, bởi vì chúng ta là người ly hôn phải có một cái gì trong cái ngày trọng đại, mình phải nhớ về quê cha đất tổ, nhớ bao nhiêu người đã bị hành hạ bởi cái bàn tay hung bạo của cộng sản. Cận nhất cái pháp mà chúng nó còn đi làm tan nát cái vườn rau là không, thì chúng tôi thấy là nếu mà không nói có những cái gian ác của cộng sản là chúng ta không thể nào yên lòng an vui trong một cái Tết được. Tôi có một bài thơ, xin thưa quý vị đừng nghĩ rằng là một bài thơ có dần có điệu, mà quý vị cứ hãy nghĩ rằng nó là một bài thơ tự do đi, để cho bộc lộ được cái nỗi lòng của người xa xứ. Tôi có một cái bài thơ này tôi làm từ năm 2009 và hôm nay là 10 năm. Lúc đó tôi còn đi bán, tôi có thời giờ, tôi ngồi tôi làm thơ. Thì bây giờ bữa nay tôi đọc để cho quý vị nghe. Dùng bữa được không? Dạ. Một mùa xuân nữa đã đi qua, đổi bóng bên gương ta với ta cô đơn lạc lòng phương trời lạ, nhớ đến cô hương giả xót xa. Nơi đó có bao người thương mến, rốt ra thân hữu bạn bè xưa, ai mất ai còn ai đói khổ, làm sao chia sớt nỗi đau thương. Đã mấy mươi năm biệt cố hương, bên lòng canh cánh nỗi sầu dương. Mẹ cha trăm tuổi yên phần mộ, xuân đến nào ai thấp nén
tự do nó ấm phú cường, cửu dân diệt thoát dòng lao khổ. Mong ngày đó con quỳ bói mộ, khóc thật nhiều tả tội mẹ cha, lỗi chúng con đánh mất quê hương cho quỷ đỏ và phường hung bạo. Ôi quê hương, ôi người yêu dấu, hãy chờ đi, chờ một ngày mai khi quê hương sạch bóng xin hát. Cảm ơn chị Huyền. Thưa quý vị, như tôi nói đó, chúng ta còn nhiều món quà lắm. Thành ra tôi tiếp tục nha. Bây giờ năm cái món quà kế tiếp. Số 27, 27, 27. OK, số 27 cho phải không? Dạ OK, bấm thêm nha. Số 27 cho, dạ vâng. Cảm ơn anh. OK, kế tiếp số 25. 25. Dạ ông Trần Minh, dạ OK, người này từ bên vị trí nha qua, dạ vâng.